Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Carpet Tile Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714-894-1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Hoan chào Thủy trở lại với quý vị từ Cà Phê Sáng sang Thời sự Thế giới, tiếp tục với các bản tin từ hôm cuối tuần cho đến giờ phút này liên quan đến tình hình Hoa Kỳ và thế giới. Mời quý vị cùng theo dõi. Thế nhưng đầu tiên vẫn là thời tiết. Sáng nay thức dậy đi trên đường phố Bosa, nhiệt độ chúng tôi nhìn thấy chỉ có 45 độ thôi Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, chắc còn có hôm nay với ngày mai đó là trời nó thời tiết như thế này, bởi vì qua đến chiều mai là cái một đợt gió Santa Ana Wind nó thổi về thưa quý vị, cho nên là quý vị thấy là thứ tư với thứ năm nhiệt độ tăng đột ngột lên, ấm hơn, ấm, nhưng mà cái gió này nó khô khốc lắm, em không thích cái gió này chút nào. Mặc dù là buổi trưa nó nóng như quý vị thấy, nhưng mà đến chiều tối vẫn xuống 40 mấy độ thôi, cho nên là 2-3 ngày sắp đến đó, hơi khó chịu một tí. Chỉ có bắt đầu từ thứ sáu quý vị thấy là cái gió nó từ từ nó qua đi thì nhiệt độ xuống từ từ, và đến cuối tuần đó, thứ bảy chủ nhật thì lại quay về giống như là low 60s, còn có 60-61 độ thôi thưa quý vị. Thị trường tài chính ở Hoa Kỳ này vẫn tiếp tục giám sát, theo dõi các hoạt động kinh tế để xem coi bên phía ngoài Hoa Kỳ, châu Á, châu Âu như thế nào. Chưa kể là cuộc họp thượng đỉnh lần đầu tiên ông Biden đã ngồi xuống với ông Tập Cận Bình thảo luận cái khuynh hướng sắp tới giữa các quốc gia mậu dịch với nhau, Nam Hàn, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc và các vấn đề Bắc Hàn cũng như Nga sẽ gây ảnh hưởng như thế nào. Giới đầu tư sáng nay sau khi mà tăng mạnh khi công bố của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về mức lạm phát giảm xuống còn 7,7%. Thế nhưng niềm tin hoặc là những cái sự lạc quan ban đầu đó từ tuần rồi bắt đầu giảm dần thưa quý vị. Nó rớt từ hôm thứ Sáu đến ngày hôm nay thì Dow Jones chỉ tăng được 24 điểm, Nasdaq ngược lại thì xuống 83, S&P 500 xuống 7 điểm. Mối quan tâm về Twitter vẫn tiếp tục, chưa biết được Elon Musk có khả năng vận hành và mang lời cho Twitter hay không. Công trái phiếu 10 năm hôm nay là giảm tiếp tục ở mức thấp 3,89 mà thôi, có lúc lên đến 4,2%. 5 năm là 4% và 2 năm vẫn là 4,4%. Một khi chúng ta nhìn thấy cái tiền lời của hai công trái phiếu 2 năm hoặc là 5 năm với 10 năm mà còn khác biệt, điều đó có nghĩa là cho đến khi nào mà 5 năm nó giảm dưới mức 3,8 thì đến lúc đó cái tin tức nó tốt hơn, bởi vì cái vòng quanh của thị trường vẫn ảnh hưởng liên quan đến tiền lời của công trái phiếu. Dầu xuống 49 cent, 88 đồng 47 cent, giá xăng ngày hôm nay đã giảm xuống chút đỉnh ở California, giảm có mấy cent thôi. Vàng vẫn tốt, lên được 4 đồng 6, 1.774 đồng một troy ounce. Và thưa quý vị, tính đến sáng ngày hôm nay đó, cảnh sát ở tại Charlottesville của tiểu bang Virginia vẫn đang truy lùng một sinh viên. Người này bây giờ là nghi phạm do đã nổ súng bắn chết 3 người, làm bị thương 2 người vào hôm Chủ nhật ở tại trường đại học University. Thì phía cảnh sát của trường đại học đó họ cho biết là vào hôm Chủ nhật là vào khoảng trước 10 giờ tối đó, họ nhận được điện thoại từ trường gọi ra báo là có active shooter. Thì khi mà cảnh sát đến đó, là nghi phạm đã bỏ chạy, và cảnh sát sau một hồi đi xảy ra bắn ở ngay trong cái campus của trường đại học, và cuối cùng thì họ phát hiện các nạn nhân và phía ông hiệu trưởng của trường đó phối hợp với cảnh sát và cuối cùng họ đã đưa ra danh tính của tay súng là Christopher Daniel Jones Jr. Anh này cũng là một cựu cầu thủ football của đội bóng của trường. Thì được biết là phía cảnh sát sau khi mà họ lùng sục đó và dùng luôn cả trực thăng kể cả chó nghiệp vụ, họ tin là Daniel Jones Jr. đã bỏ chạy, lái một cái chiếc xe truck, chiếc SUV màu đen trước khi mà cảnh sát đến, với cái biển số của Virginia, và bây giờ cảnh sát vẫn chưa có tìm thấy anh này. Thì phía cảnh sát cho biết đó là họ đã xác nhận được danh tính của các nạn nhân, tuy nhiên vì phía gia đình yêu cầu cho nên họ không có công khai. Và nhưng mà không có biết được là ba người mà bị bắn chết đó là sinh viên của trường hay là nhân viên ở trong trường, và cái lý do vì sao Daniel Jones lại bắn chết ba người này. Trong đó thì tin tức liên quan đến bầu cử, hôm cuối tuần thì Đảng Dân Chủ rất là vui khi ông Chủ tịch Thượng viện, lãnh tụ đa số ở Thượng viện, ông Chuck Schumer có một cuộc họp báo vào tối thứ Bảy để chào mừng cái tin tức vui là Đảng Dân Chủ lấy được 50 ghế. Họ không cần phải chờ trong cái sự hồi hộp ở tiểu bang Georgia nữa giữa ông Walker với Warnock như chúng tôi đã thưa đó, bởi vì hai tiểu bang Nevada và Arizona, Đảng Cộng Hòa phải lấy được hai tiểu bang này thì mới nâng được đến 51. Trước đó thì Đảng Dân Chủ 49, Đảng Cộng Hòa 49, Đảng Dân Chủ là 48. Sau đó thì Đảng Dân Chủ lấy được ghế ở Arizona của ông Kelly đó thì nên nâng lên thành 49. Nhưng mà đến hôm cuối tuần thứ Bảy vừa rồi thì họ nhận được thêm một tin vui nữa là ở tại tiểu bang Arizona đã chính thức ghế thượng nghị sĩ đã rơi vào tay Đảng Dân Chủ. Và vì thế chúng ta thấy hiện nay đó không cần chờ đến Georgia nữa, Đảng Dân Chủ lấy được 50 ghế và tiếp tục lãnh đạo khối đa số. Đây là một tin rất vui cho ông Biden. Ông có đủ thêm sức mạnh để nói chuyện với, đưa ra các chính sách mới trong 2 năm tới mà không bị cái rào cản của Quốc hội. Bởi vì đến giờ phút này chúng ta nhìn thấy House xem như Đảng Cộng Hòa đã chiếm đa số. Vấn đề chính hiện nay vẫn còn một vài ghế. Đảng Dân Chủ thì được 216, đây là chỉ là projection. Đảng Cộng Hòa 219, thưa quý vị. Cho nên đa số, nhưng mà đa số bởi vì cái con số nó quá nhỏ đi. Chỉ cần một vài dân biểu của Đảng Cộng Hòa chống đối lại nỗ lực của Đảng Cộng Hòa đó, thì cũng không đủ cái túc số phiếu cần thiết như chúng ta đã từng thấy xảy ra ở Thượng viện Hoa Kỳ trước đây. Hai cái phiếu ở Arizona với Virginia của ông Manchin á, cũng đã gây cản trở đến các nỗ lực và khiến cho Đảng Dân Chủ phải thương lượng nhiều hơn. Bây giờ thì chúng ta thấy cái cán cân quyền lực nó nghiêng về phía Thượng viện. Và vì thế Đảng Cộng Hòa có nỗ lực gì, nghĩa là tìm cách đưa ra các chính sách, dự luật hoặc là những cái nỗ lực để chống lại ông Biden cũng gặp khó, bởi vì họ thông qua nhưng mà đưa lên tới Thượng viện thì bị đánh, bởi vì Đảng Dân Chủ vẫn nắm Thượng viện. Trong khi đó, một cái bản tin liên quan tới bà Kari Lake và Katie Hobbs. Katie Hobbs là ứng viên thống đốc ở tiểu bang Arizona, và Kari Lake, nhân vật ủng hộ ông Trump hết mình. Và bản tin này cho thấy rằng cho đến giờ phút này đó, cái khoảng cách bà Katie Hobbs trước đó đó dẫn trước mấy chục ngàn phiếu đối với bà Kari Lake, nhưng mà ngày hôm nay đó bắt đầu cái số phiếu này bắt đầu nó cắt ngắn lại dần. Trong khi đó ở tại Nevada, Arizona vẫn còn tới 93%, 7% còn lại. Đến bây giờ là mới 93%, 7% còn lại nó tới 177.821. Và vì thế không ai dám gọi cái kết quả cho tiểu bang này trong cái ghế thống đốc. bà Katie Hobbs vẫn còn, nhưng mà trong số phiếu này đó, thưa quý vị, vẫn còn họ nghĩ rằng còn nhiều phiếu của Đảng Cộng Hòa chưa đếm. Cho nên không biết được, không ai dám tuyên bố chính thức, mà cái khoảng cách giữa hai người bây giờ còn có 1% mà thôi. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Carpet Tile Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 7148941177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 7146224298. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 2 của chương trình. Và thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì phía Tòa Bạch Ốc cho biết họ đã chính thức nhận đơn từ chức của người đứng đầu cơ quan CBP là cơ quan bảo vệ đường biên giới đó. Ông Chris Magnus đã chính thức từ chức sau nhiều tháng trời. Ông bị chỉ trích là không có làm đủ cái bổn phận của mình, cũng như là không có cái tài lãnh đạo cơ quan CBP để mà kiểm soát cái vấn nạn mà người di dân bất hợp pháp cứ tràn vào đường biên giới kể từ khi ông Biden lên nhậm chức. Thì ông Magnus này đó, thưa quý vị, từng là giữ chức Police Chief ở tại Tucson, Arizona, và ông nổi tiếng là người có cái quan điểm cấp tiến thuộc phe dân chủ. Và ông được Tổng thống Biden chính thức bổ nhiệm khi mà ông Biden lên nắm quyền vào năm 2021 đó. Tuy nhiên cái việc mà ông Magnus được Quốc hội chuẩn thuận đó thì nó cũng rất là xích sao, là bởi vì do đảng tổng thống của cái đảng đang cầm quyền đề cử, cho nên ông mới được thông qua, chứ thật sự ra rất nhiều thượng nghị sĩ cũng như là những người mà ở trong ngành thuộc các cơ quan như là Bộ Nội an rồi ICE vân vân thì biết rất là rành ông này, thì họ lại không thấy ông là người có đủ cái tài lãnh đạo cái cơ quan với hơn 60.000 nhân viên liên bang như vậy. Tuy nhiên ông vẫn được thông qua. Thế nhưng sau gần một năm trời ở lãnh đạo cái cơ quan này đó thì ông bị chính những cái nhân viên trực thuộc cấp dưới đó liên tục phàn nàn, tố cáo lên người cấp trên là ông người đứng đầu Bộ Nội an là Alexander Mayorkas đó, thưa quý vị. Họ nói rằng ông Magnus này đó không có biết gì một chút gì về cái cách mà vận hành CBP. Khi mà ông đi vào đó thì ông lại chỉ nhăm nhe muốn cải tổ lại cái cơ quan CBP. Ông nói là những người nhân viên ở đây đó làm việc không có đúng luật lệ vân vân, rồi cho nên mới khiến cho cái việc mà người di dân bất hợp pháp cứ tràn vào, trong khi những cái người cấp dưới và kể cả Bộ Nội an đó thì họ đều đồng ý là CBP là một cái cơ quan thực thi pháp luật chứ không phải là một cái cơ quan chấp pháp, không có ra được bất kỳ một cái policy nào cả. Cho nên cái cách mà ông cứ muốn cải tổ, đưa ra những cái luật lệ nó không bao giờ thành hiện thực được. Và ông cứ giống như ngán tay ngán chân những cái người nhân viên ở cấp dưới của mình. Và trong suốt quãng thời gian qua như quý vị thấy đó là ông Tổng thống Biden cũng vì cái việc mà không có kiểm soát được cái vấn nạn di dân bất hợp pháp, mà một phần là do cái người lãnh đạo của cơ quan này không có đủ cái tài để mà lãnh đạo, thì sau quá nhiều lời phàn nàn của cấp dưới không có nghe lời của ổng nữa thì làm việc không có hiệu quả. Cách đây 2-3 tháng đó, người lãnh đạo Bộ Nội an là ông Mayorkas đã yêu cầu ông Magnus này từ chức, thế nhưng ổng vào lúc đó vẫn tuyên bố là ổng không có từ chức. Ổng nói rằng cái việc mà phía cơ quan CBP do dung túng thuộc hạ vân vân rồi, cho nên là ổng chưa có làm xong chuyện của ổng, ổng không có chịu từ chức. Thế nhưng cuối cùng phía Bộ Nội an đã đưa ra cái quyết định cuối cùng là nếu ông không từ chức đó thì sẽ sa thải ông. Thì cuối cùng vào ngày hôm qua ông đã chính thức nộp đơn từ chức. Thì cái việc mà Tổng thống Biden đi bổ nhiệm một cái người không có đủ năng lực lãnh đạo một cái cơ quan lớn như vậy, và cuối cùng cũng cho chính cái người của mình không có làm việc được, thì cũng khiến cho Tòa Bạch Ốc vì cái chuyện này mà bị mất mặt. Tin liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ chiều hôm qua vào khoảng 4 giờ chiều Chủ nhật là thời điểm trên một cái con đường lớn, và những ai mà đã đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ rồi, ở tại đây có những cái con đường lớn và nó dài cả mấy cây số luôn, người ta có thể đi bộ liên tục. Người trẻ thường tập trung trên các con đường ngay ở trung tâm thành phố Istanbul. Nói là thành phố Istanbul thưa quý vị, thế nhưng nhiều người cứ nhầm tưởng là thủ đô luôn, bởi vì đây là trung tâm tài chính của cả đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Tình hình của Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay đang bị ảnh hưởng rất lớn về lạm phát, nó lên tới 85% luôn. Bởi vì chính phủ không phải như đi theo cái khuynh hướng giảm lạm phát bằng cách tăng văn lời. Ngược lại, ông Erdogan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, lại giảm văn lời, và dẫn đến hậu quả mà ông cứ nói là ông theo cái tín đồ Hồi giáo đó, tín ngưỡng Hồi giáo, thì không thể nào giảm phân lời được, không thể nào tăng phân lời được, bởi vì sẽ gây hại đến người dân. Nhưng mà thực sự cái chuyện mà giữ phân lời thấp trong khi thế giới tăng phân lời lại gây ảnh hưởng. Trong lúc người ta đang chịu đau khổ về vấn đề tài chính, thì bây giờ lại thêm vấn đề khủng bố nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Lúc 4 giờ 30 chiều, những người đi bộ trên đường phố tự nhiên nghe một tiếng nổ khủng khiếp ầm lên. Người ta thấy một cái cột lửa từ ở phía xa xa, như quý vị nhìn thấy trong cái bức hình này, thì cái cột lửa nó bùng lên từ ở cái đoạn này. Ngay lập tức thì những người trẻ dân chúng chạy tán loạn hết. Thì tin tức khắp nơi trên thế giới đều cho biết xảy ra một vụ nổ. Ông Tổng thống Erdogan đang chuẩn bị lên máy bay để sang Cambodia họp cùng với các giới chức ở Indonesia nữa trong cái hội nghị G20 cũng như hội nghị về ASEAN vân vân. Thì ông đã phải xuất hiện trong một cuộc họp báo ở đài truyền hình. Ông lên tiếng, những cái tin tức tình báo đầu tiên ông ghi nhận được đó là một vụ tấn công khủng bố. Và hình ảnh tại hiện trường đã được đưa lên trên mạng cho thấy đúng là khủng bố, bởi vì không có một cái sự rò rỉ khí đốt hoặc là có những cái chiếc xe tải ủi vào nhau vào thời điểm này, mà người ta thấy xuất hiện ngay trên con đường này. Hình ảnh của máy quay an ninh ghi nhận được vào thời điểm nổ đó, có một cái gói đã được để lại kế bên cạnh cái băng ghế. Và có thể nói lực lượng tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động vô cùng nhanh thưa quý vị. Đến sáng ngày hôm nay thì họ nói họ đã bắt được một người phụ nữ. Người phụ nữ này vào Thổ Nhĩ Kỳ bất hợp pháp từ ngã Syria. Bà này là một người gốc Syria nhưng có mối quan hệ với cái nhóm mà bên phía Thổ Nhĩ Kỳ gọi là quá khích người Kurd. Người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ họ nói tôi không phải là người Thổ, tôi là người Kurd và tôi chống chính phủ, tôi muốn ly khai. Và trong suốt cả mấy chục năm nay đó, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải đương đầu với cái lực lượng người Kurd. Họ cũng là thành phần chống lại bọn ISIS nhưng mà đồng thời cũng chống lại Thổ Nhĩ Kỳ luôn. Và đến ngày hôm nay, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ họ nói họ theo dõi 1.200 máy quay an ninh, 1.200 cái. Và họ đã định ra được cái hướng của cái người phụ nữ khủng bố này và tới tại nhà bắt được bà. Thật là nhanh, chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Thì cuộc điều tra ban đầu như ông Tổng thống, ông nói đây là một vụ tấn công khủng bố. Ông sẽ tìm ra kẻ chịu trách nhiệm và đưa ra tòa, nhưng mà rất tiếc cái số người chết bây giờ càng ngày càng lên cao hơn, cả chục người bị thương cũng ít nhất là 50 người theo bản tin chúng tôi ghi nhận từ ngày hôm qua. Tiếp tục gây xáo trộn về mặt chính trị và an ninh cho người dân Thổ. Mời quý vị cùng theo dõi thêm các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Carpet Tile Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714-894-1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 3 của chương trình và tiếp tục là những bản tin địa phương. Thì thưa quý vị, cảnh sát ở tại Simi Valley cho biết họ vừa chính thức bắt giữ một nghi phạm liên quan đến một cô gái bị mất tích mà bây giờ đó ông này từng là chồng cũ thì bị nghi ngờ là đã giết chết người vợ của mình. Ở đây là cô Rachel Castillo, thưa quý vị. Phía gia đình đã báo cô mất tích hôm 10 tháng 11 bởi vì cô có 2 con sống với người chị gái. Thì người chị kể là hôm đó đi về đó thì thấy trong nhà có rất là nhiều máu và có vết tích của một cái sự giằng co ở trong nhà, và đặc biệt là chìa khóa xe của Rachel với lại cell phone đó vẫn còn ở trong nhà, chỉ riêng cô thì không thấy đâu. Thì gia đình ngay lập tức báo cảnh sát, thì cảnh sát mở một cái cuộc điều tra. Thì đến hôm Chủ nhật ngày hôm qua, thưa quý vị, họ đã cuối cùng tìm thấy một thi thể của người phụ nữ ở tại khu vực hoang vắng ở Antelope Valley, và đã xác nhận được cái thi thể này thuộc về Rachel Castillo. Và cảnh sát bây giờ họ không cho biết là họ dựa vào cái bằng chứng nào, nhưng mà ngay lập tức họ đã đi bắt giữ người chồng cũ của cô là Zahab Ali, cư dân sống ở tại Hawthorne. Cảnh sát cho biết ông này là nghi phạm chính trong cái vụ này. Trong khi đó, tình hình ở tại Nam Dương, một cái bản tin rất là chấn động, ngay cả ông Putin cũng ngạc nhiên. Chúng ta trong suốt cả mấy chục năm qua đều nghe thấy vị ngoại trưởng của Nga, Sergei Lavrov, ông rất là khỏe mạnh và cũng là một nhân vật cứng rắn, đưa ra các chính sách, trình bày các chính sách của Nga, đặc biệt là của Putin, một tay rất là thân cận với Putin trong thời gian qua. Cũng là một nhà ngoại giao là lỗi lạc của Nga trong thời gian qua. Trên chuyến bay, ông đại diện cho ông Putin, bởi vì tại Nam Dương, thành phố du lịch nổi tiếng Bali đang tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20. Ông Putin tuyên bố, bản tin nói đó là ông không đến được. Và lẽ đương nhiên bên phía Nga thì họ nói rằng ông quá bận rộn để mà tìm cách đương đầu với cuộc chiến ở Ukraine, nhất là cái sự thảm bại ở Kherson. Thì ông gửi ông ngoại trưởng, và thường trong thời gian qua đã hầu hết tất cả các chính sách của Nga đều do Sergei Lavrov đưa ra. Ông Putin xuất hiện trên đài truyền hình ở trong nước là chỉ để trình bày về những cái diễn biến nội tình của nước Nga. Còn ông này đi ra nước ngoài thường xuyên. Có hai vấn đề mà người ta nói rằng tại sao ông Putin không xuất hiện mà để cho ông Lavrov đi thay thế. Thứ nhất, tin tức quốc tế họ nói là do sợ bị ám sát. Bởi vì ở trong nước đó, ông được bảo vệ. Nhưng mà ra nước ngoài thì cái sự bảo vệ đó càng ngày càng yếu kém, chưa kể đó là các lực lượng đối nghịch với Nga có thể thực hiện cái vụ tấn công, cho nên ông sợ không ra. Thứ nhì đó, lý do Putin không dám ra nước ngoài lúc này đó vì cái tình trạng ung thư vân vân rồi nhiều cái bệnh khác, Parkinson của ông. Nếu mà ông xuất hiện mà không có đủ những cái hỗ trợ về y tế đó thì khi mà gặp những cái đối tác nước ngoài đó, thì cái chuyện ông bị Parkinson rồi bệnh tình đó, nó càng lộ ra và để cho báo chí nước ngoài nhìn thấy rõ hơn nữa. Cho nên ông không thể đi ra nước ngoài lúc này và đưa ông Lavrov. Thế nhưng thưa quý vị, bản tin mới nhất vào sáng ngày hôm nay cho biết ông vừa đến phi trường máy bay của Nga, vừa đáp xuống phi trường ở Bali, Nam Dương đó, thì xe cứu thương đã tới và đưa ông Lavrov, Ngoại trưởng Nga, ngay lập tức vô bệnh viện. Bản tin nói là ông bị đột quỵ tim, lên cơn đau tim bất ngờ trên máy bay. Và khi mà vừa đến máy bay, họ đã đáp khẩn cấp và yêu cầu xe cứu thương tới. Thì Nga đang đương đầu với rất nhiều các vấn đề, từ Kherson cho tới thiệt hại đủ hết. Và giờ đây luôn cả ông Ngoại trưởng. Cho nên người ta nói dù phía Nga có xuất hiện hay chăng nữa, thì họ có nói rằng việc mà không có vị lãnh đạo thứ hai nữa, họ cũng biết thừa các chính sách của Nga hiện nay như thế nào. Và liệu rằng Nga có còn được nằm trong khối G20 nữa hay không? Trước đây thì phía Biden đã khẳng định là họ sẽ không nói chuyện gì với đại diện của Nga nữa, cho nên ông Putin có đến đây cũng bằng thừa. Vâng, thưa quý vị, vào ngày hôm qua đó thì có một cái khách sạn từng được xem là khách sạn hạng sang nổi tiếng, từng tiếp đón những chính khách như là cựu tổng thống JFK, rồi kể cả cái band nhạc The Beatles cũng đến đây trình diễn. Nhưng mà cuối cùng hôm qua, khách sạn này đã bị giật sập sau nhiều năm bị bỏ hoang, cũng như là không có đủ tiền để mà tu sửa. Thì đây là cái khách sạn Dow Jones Hotel 17 tầng. Sáng sớm ngày hôm qua lúc 8 giờ sáng, như quý vị thấy hình ảnh đó, là đã được cho nổ giật sập. Thì cái khách sạn này đó được chính thức hoàn thiện vào năm 1957, và suốt những cái thập niên 60-70 đó là toàn là chính khách với lại nghệ sĩ vân vân đến đây ở, cũng như là trình diễn, tiếp đón khách là thuộc dạng sang trọng không thưa quý vị. Thế nhưng bắt đầu những qua tay nhiều đời chủ đó, thì những cái người chủ đã không có giống như là sửa sang lại cái khách sạn vân vân. Và đến năm 2017 thì cái khách sạn này bị một cái đợt cháy lớn nhất, đó là những cái đường dây điện ở bên trong nó bị chập mạch. Và cái người chủ coi như là hiện tại, trước khi cái vụ giật sập này đó, vì cái vụ nổ cháy này mà bị chính quyền thành phố Miami phạt đến mấy triệu đô. Quý vị cũng nhớ là ở tại Florida, Miami đó, kể từ sau cái vụ sập cái tòa nhà Chaplin Tower mà họ đã giống như là đưa ra thêm những cái dự luật về những cái tòa nhà cao tầng rất là khó khăn. Và cái khách sạn này đã bị nằm trong những cái dự luật đổi mới, là giống như là phải theo những cái cốt quy định mới thì mới có thể tiếp tục mà vận hành rồi làm ăn vân vân. Thì cái tiền mà sửa sang rồi theo những cái quy định mới như vậy đó, những cái người chủ mới họ không có còn đủ tiền để mà sửa lại, trong khi mà mấy chục năm rồi không có chịu maintain nó. Thì đáng lý ra đó, trước cái vụ giật sập này, báo chí địa phương họ cho biết là ông chủ cái đội Miami Dolphins, ổng tính mua lại, nhưng mà ổng giống như là ổng muốn thành phố cho ổng được quyền xây thêm cao hơn 17 tầng này. Thì phía chính quyền thành phố, nhưng mà ngược lại ổng sẽ tạo công ăn việc làm vân vân, rồi giống như là cái khu vực này không có còn bị bỏ hoang nữa. Thế nhưng cái việc mà xây thêm tầng đó thì nó đã vượt quá cái quy định ở tại cái thành phố cũng như cái tiểu bang đã 17 tầng rồi. Thì thế là hôm bầu cử giữa kỳ á, ở đây chính quyền thành phố họ cũng bỏ thêm cái dự luật là xem cử tri có đồng ý cho những cái tòa nhà như thế này xây lên thêm không. Thì cuối cùng cử tri họ đã bỏ phiếu no thưa quý vị, thì không được như ý nguyện, cho nên cái ông chủ này ông không có mua nữa. Và cuối cùng cái tòa nhà này đã phải bị giật sập. Bây giờ không biết nguyên cái khu đất này cái ai sẽ tiếp quản, rồi cái chuyện gì sẽ xảy ra, bởi vì giật sập nguyên một khoảng đất rất là rộng, mấy chục ngàn square feet bỏ trống như vậy. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý. Và ngày hôm nay thì có anh Anthony từ FMG mỗi thứ hai đầu tuần sẽ đến gửi đến quý vị bản tin tài chính. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Carpet Tile Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất. 714-894-1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim. 714-622-4298. Và mỗi thứ hai chúng tôi lại đón tiếp anh Anthony gửi đến quý vị các tin liên quan đến hầu bao tài chánh của mình. Gửi lời chào anh Anthony ngày hôm nay. Mến chào anh, kính chào quý vị. Anh đến với một tin cũng được xem là lạc quan bởi vì ông Phó Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tuyên bố mới đây là cái tiến trình mà gia tăng phân lời á chậm lại. Slow pace. Thay vì 3 tháng hay là 2 tháng tăng thì có thể kéo dài 4 tháng, 5 tháng gì đó cũng tùy theo tình hình. Sau khi lạm phát giảm xuống còn 7,7% lại một tin rất tốt thôi anh Anthony. Tháng tới thì cái cuộc meeting của Federal Reserve, thì thay vì tăng cái chừng 0.75 bây giờ thường là có thể là 0.50. 0.50 và thay vì cứ 2-3 tháng họ lại nhắm tới cái việc họp rồi tăng phân lời đó thì bây giờ cái chuyện nó đã kéo dài ra hơn bởi vì họ thấy cái việc mà tăng phân lời trong thời gian qua bắt đầu có ảnh hưởng tới lạm phát. Theo lịch sử thì thị trường gấu đó nó kéo dài đến 9 tháng. Những cái thị trường nó ngủ tới 9 tháng là phải anh. Thị trường gấu hiện tại bây giờ đó đã quá 9 tháng rồi. Thì theo quan niệm của ông Warren Buffett thì nói là thị trường mà đi xuống đó là cái thời điểm tuyệt vời đi kiếm mua những các công ty mà phải có chất lượng cao, phải có tỷ suất lợi, với lại phải có cái dòng tiền ổn định và phải có cái nó gọi là low valuation đó. Thì hôm thứ Năm vừa rồi thị trường lên tới 1.000 điểm lận. Hôm thứ Sáu thì nghĩa là xuống chút đỉnh. Nhưng mà rồi đó thị trường gấu có phải đã con gấu đã thức dậy chưa anh? Đã sắp sửa đang xoay qua lại. Anh biết cái hồi 10 năm về trước cái mà Hurricane Sandy đó, phải không? Nó vào cái chừng phía đông bắc á, thì sau khi cái Hurricane Sandy cái công ty mình giới thiệu đó là cái doanh số bán ra nó lên đến 1 tỷ năm lận, phải không? Công ty đó chuyên môn sản xuất về máy phát điện generator. Và công ty đó là Generac Holding, cái ký hiệu là GNRC. Kiểm soát được hơn 3/4 của tổng số cư dân của Mỹ. Khủng khiếp. Dạ, thì anh biết khi mà nhà cúp điện thì rất là bất tiện. Mà nếu mà anh có cái business mà anh không có điện, nó càng bất tiện như hơn nữa. Công ty này đó là... nói mà cái doanh số mà bán ra đó là chiếm được phân nửa của cái doanh thu của công ty, rồi đồng thời cũng có bán máy phát điện di động này, rồi máy phát điện mà cho thương mại với cho công nghiệp đó. Thì hiện tại bây giờ cũng đang vào cái thị trường nó gọi là cung cấp hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời đó. Thì thu nhập đó thì đã tăng 23%, trong khi mà doanh số bán ra là tăng lên 40% hồi năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận của công ty hoạt động đó là 17%, nó gọi là operating income đó. Ban chấp hành là có cái return equity, tức là cái lợi nhuận trên cái vốn chủ sở hữu đó là 26% lận. Những cái doanh số, những cái ước tính thu nhập đó, Wall Street expect đó, thì mỗi quý trong 4 quý vừa qua là vượt qua hết. Rồi bên cạnh tăng trưởng của doanh số với thu nhập đó thì công ty Generac này cũng đang phát triển về những cái thương vụ mà nó gọi là mua lại, đó là acquisition đó. Cái target price của công ty này đó là 335 đồng. Anh thấy cái thời điểm mà cao nhất là gần 400 mấy phải không? Cho nên anh đề cập đến thị trường gấu thì chúng ta mới thấy là hầu hết các cổ phiếu bây giờ là thị trường gấu hết. so với thời kỳ cực thịnh đó, bây giờ còn có 25% thôi. Tức là giảm 75% trong thời gian qua. Khủng khiếp anh hả? Cho nên ngay bây giờ mình nhảy vào đó, thị trường lúc mà thấp nhất là 95 đồng, 92, tức là cho 96 đồng. Bây giờ là chỉ mới có 108, hôm nay giảm hơn nữa. Nhưng mà rồi cái như anh nói, cái điểm mà cái giá target price đó, là 300 mấy lận. 335. Yeah. Cái mà Hurricane mà Ian vừa mới hết. Ian rồi Nicole là bão nhiệt đới thôi đó. 3 triệu nhà mất cúp điện. Khủng khiếp. Yeah. Rồi sau 2 tuần là 300.000 business vẫn còn thiếu điện. Thế thì rồi tới sang cái bão nhiệt đới Nicole, Florida năm nay bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên cái việc tiêu thụ các sản phẩm của công ty này sẽ tiếp tục trong tương lai. Ông mà thiệt nói là cái máy phát điện nó rất là, nó gọi là rất là như là beneficial. Phần lớn nhà nào họ cũng cần đấy hả? Mình không biết được, nhiều khi nó xui bị cúp điện. Bên California thì chưa hẳn là bị ảnh hưởng nhiều. Mình nghĩ. Nhưng mà những nơi là bị tornado nè, hurricane nè, trong mùa đông. Rồi một công ty kế tiếp là thì cái target price, cái giá mục tiêu của công ty mới này đó là cũng trong 12 tháng sẽ tăng lên 110 mấy %. Đó. Cái công ty này gọi là Salesforce, cái ký hiệu là CRM. Công ty này chuyên môn tập trung vào quản lý quan hệ khách hàng, tức là Customer Relationship Management. Đó. Cái phần mềm cũng giúp về doanh số với tiếp thị. Công ty Salesforce này đó là đã chiếm được là 23% của tổng số thị trường quản lý quan hệ khách hàng. Trong 5 năm vừa qua, cái operating income là lợi nhuận về hoạt động, phải không? Đã tăng mỗi một năm là 27%, từ 1,5 tỷ cho đến 5 tỷ. Cái tổng số mà giá trị của khu vực CRM này, Customer Relationship Management đó, lên đến 290 tỷ vào năm 2026. Nhưng mà riêng Salesforce sẽ chiếm được chừng 20% của cái con số 290 tỷ này. Trong lịch sử đó thì khi mà cái giá cổ phiếu của Salesforce mà xuống cỡ chừng 40 hay 50%, 12 tháng sau sẽ tăng lên cỡ chừng 110 mấy %. Bởi vậy bây giờ thì đang xuống cũng đậm lắm rồi. Còn có 50% thôi trong cái giá trị mà đã từng lên đây, trước đây là 309 đồng. Năm ngoái đó. Cái operating income này là của công ty này đó là cũng như là hơn 4 công ty cạnh tranh chẳng như Microsoft, Oracle rồi Adobe với Twilio cộng lại. Đây là hai cái ý kiến mà cái cổ phiếu có thể cơ hội là lên đến 110 mấy %. Lạm phát trong thời gian qua đó, cái tiền bảo hiểm nó có bị lên so với lạm phát. Mình nói là lạm phát 8-9% thì tiền bảo hiểm như thế nào? Nó ảnh hưởng tại vì thứ nhất là những cái replacement cost, xây nhà hay là mua part để mà sửa xe đó, thì cái giá cả bị ảnh hưởng lên. Bây giờ nó cũng lại. Đồng thời là hầu hết tất cả những hãng bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe đó thì nó rất là nghiêm khắc về những cái mà guideline để mà viết, chẳng hạn như là bắt buộc anh phải chứng minh là anh lái bao nhiêu mile một năm bằng cách là anh chụp cái đồng hồ với anh treo cho thường xuyên luôn receipt. Đó. Chứ mà không là nó cái renew anh cũng phải chứng minh lại, phải không? Thì đúng. Cảm ơn anh Anthony rất nhiều. Quý vị có thêm thắc mắc liên lạc với anh tại công ty F&T, điện thoại trên màn hình. Xin hẹn anh vào thứ Hai tuần tới. Cảm ơn anh. Xin kính chào quý vị. Mời quý vị vào trong trang nhà LaserTV.com, và nếu vào Facebook và YouTube xin nhớ nhấn nút like, nút subscribe quý vị nhé. Trân trọng kính chào. Thông báo của tiệm vàng Jean và Kim Thu Jewelry. Kính thưa quý khách muốn đầu tư vàng hay không? Quý khách muốn có nhiều vàng không?